Thì thưa, hôm nay chúng tôi lại một lần nữa có nhân duyên để cùng với các vị ngồi lại ở nơi đây để chia sẻ đôi điều Phật Pháp trong cái ngày gặp gỡ này. Thưa, đúng ra trong cái mùa an cư, chúng tôi sẽ nói sơ về ý nghĩa của ngày an cư và tại sao lại có cái ngày an cư kiết hạ dành cho chư Tăng. Nhưng vì tôi thấy công trình của ông trụ trì ở đây xây dựng Đại Hùng Bảo Điện còn đang dang dở, mà tôi thì lại không có tiền để cúng dường cho ông xây dựng. Chứ nếu tôi có tiền thì tôi đã cúng dường cho ông, ít nhiều góp với ông để ông xây dựng ngôi Tam Bảo cho được trang nghiêm, có nơi cho Phật tử tu tập. Nhưng vì tôi là một ông thầy tu chỉ có một cái bình bát và ba chiếc y mà của Đức Phật thôi, là một ông thầy vô vô sản, không có tài sản nên không có cái gì để cúng dường. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đem cái đề tài cúng dường như pháp để khích lệ các vị, để châm ngòi cho các vị, để các vị thay thế tôi cúng dường cho thầy trụ trì để phụng sự Tam Bảo. Và tôi nghĩ điều này các vị nên hợp tác với tôi. Đồng ý không? Thưa, trước khi vào đề tài chính thì ở đây là có một số đĩa với hai cái đề tài là Lương Hoàng Sám và Suối Nguồn Yêu Thương mà hồi đó tôi đã chia sẻ với các vị, thì hôm nay mới có dịp đem đến để tặng các vị làm món quà. Thì sau thời thuyết pháp thì các vị chia cho nhau, các vị về mà khó ngủ thì mở lên để rồi dễ ngủ. Tôi làm cái việc đó là ru ngủ thôi chứ không có cái tài để giảng dạy cho người ta nhiều. Đó là việc chia sẻ với các vị trước. Trước khi mà chúng tôi nói sâu vào cái đề tài cúng dường như pháp thì chúng tôi muốn các vị biết lịch sử hình thành những ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo mà có mặt từ thời của Đức Phật. Thời của Đức Phật có hai ngôi chùa được xây dựng đầu tiên, đó là Tịnh Xá Trúc Lâm và Tịnh Xá Kỳ Viên, có nơi gọi là Kỳ Hoàng. Tôi sẽ sơ lược về sử liệu của hai ngôi chùa này. Và các vị phải nhớ đó là hai ngôi chùa đầu tiên có mặt ở thời Đức Phật. Vua Tần Bà Sa La vì cảm mến ân đức giáo hóa của Đức Phật, cảm mến đức hạnh cao dày của Đức Phật, cho nên ông đã nhiều lần thỉnh cầu Đức Phật ngài quang lâm đến thành Vương Xá để ông có dịp cúng dường, đảnh lễ, tác phước cho bản thân và tạo phước cho nhân dân. Thấy ông tha thiết, chí thành, thế cho nên một lần ông đến thỉnh thì Đức Phật đã nhận lời. Các vị nên biết là trước đó ông đã đến thỉnh nhiều lần, nhưng Đức Phật quán chiếu nhân duyên, ngài thấy chưa đủ duyên để ta đến thành Vương Xá giáo hóa. Như lần này vua Tần Bà Sa La đến, Đức Phật quán chiếu nhân duyên, ngài thấy ta nên đến và nhân duyên thời tiết để giáo hóa tại thành Vương Xá đã đến. Thế là Đức Phật đến thành Vương Xá vào hoàng cung để cho nhà vua dâng lễ cúng dường. Các vị biết thời Đức Phật còn tại thế, mỗi khi có một gia đình Phật tử nào muốn thỉnh Đức Phật đến để chứng trai tại gia đình của họ thì họ sẽ chuẩn bị thức ăn trước và đến trước vài ngày để cầu thỉnh Đức Phật. Đức Phật nhận lời và ấn định ngài để ngài đến, thì ở nhà đó phải trang hoàng, quét dọn sạch sẽ, trang nghiêm và để một cái ghế để chính giữa nhà, để một thau nước sạch và để một cái khăn. Để khi Đức Phật đến thì Phật tử thỉnh Đức Phật ngồi vào cái ghế đó,
Đức Phật đặt bàn chân vào thao nước, thì tính chủ sẽ ngồi xuống rửa chân cho Đức Phật, xong thì lấy cái khăn kia lau sạch đôi bàn chân, rồi Đức Phật mới đi vào trong nhà, ngồi giữa nhà để thọ trai. Khi thọ trai xong, Đức Phật mới thuyết pháp cho gia đình nghe, rồi Đức Phật mới đi về. Vua Tần Bà Sa La cũng làm y như vậy. Các vị biết một vị vua mà ngồi xuống rửa chân cho người khác, việc này trong lịch sử chưa bao giờ có. Nhưng ông đã làm, và ông không phải làm với một người bình thường, mà ông đã làm đối với một vị Phật. Bởi ông biết rằng Đức Thế Tôn là bậc cha lành của trời người. Ông biết rằng Đức Phật là bậc đem đến sự yên bình, hạnh phúc cho chúng sinh. Thế cho nên ông bỏ qua cái gọi là vương quyền của một đế vương để ngồi xuống rửa đôi chân cho Đức Phật và lau chân cho Đức Phật. Xong cung thỉnh Đức Phật vào ngồi vào trong giữa cái chính điện ở hoàng cung để dâng lễ vật cúng dường và được đảnh lễ Đức Phật quỳ để nghe pháp. Ở đây chúng ta thấy đó là cái tâm của một vị đế vương quyền lực tột bậc trên cả thiên hạ, nhưng mà lại quỳ dưới chân một Đức Phật, người không có quyền lực, người không có tất súng, tất đạn hay tất dao, tất kiếm nào trong tay cả, nhưng có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ của một bậc đạo sư. Thưa, lần đó vua Tần Bà Sa La mới nghĩ rằng Đức Phật đi vân du giáo hóa các nơi và Ngài chỉ ở dưới gốc cây thôi, mưa nắng thì cũng không có chỗ trú. Ông liền nghĩ trong đầu mình một ý niệm là ta có thể cúng dường cho Đức Phật một cái ngôi hoàng cung, ta xây một cái cung điện để cúng dường. Nhưng ông nghĩ Đức Phật sẽ không thọ nhận cái cung điện, bởi vì Đức Phật là bậc thầy đã xuất gia, không còn thọ hưởng trong cái vật chất tầm thường của thế gian. Nhưng ông muốn làm sao đó để có chỗ, có nơi cho Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp và độ chúng sinh. Ông mới nghĩ ta có một cái vườn gọi là vườn Thượng Uyển. Và các vị biết là tất cả nhà vua, các vua nào cũng có cái vườn Thượng Uyển. Cái vườn đó là để khi công việc triều chính quá nhiều, đầu óc quá nặng nề, vua ra ngoài đó thư giãn bằng cách là đi tắm suối, tắm hồ hoặc là đi săn bắn. Cái vườn đó trên 100 mẫu. Vua nghĩ nếu bây giờ ta để cái vườn này để đi dạo, đi tắm hoặc đi săn bắn thì chỉ tạo thêm cái tội lỗi thôi. Ta hãy đem cái vườn này cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật xây dựng một cái chùa, một cái ngôi tịnh xá hay là một nơi để Ngài trú mưa trú nắng, Ngài cùng với chư tăng ở đây để thuyết giảng kinh cho dân chúng trong thành nghe, và trong đó ta cũng có thể nghe. Ông đến ông bạch với Đức Phật. Ông ấy thưa rằng dạ kính bạch Đức Thế Tôn, con cảm mến cung kính đối với công đức của Ngài, nên con muốn được tạo phước cho con và tạo phước cho muôn dân. Con xin cung thỉnh Thế Tôn trụ lại ở thành Vương Xá trong đất nước của con. Con xin dâng cúng cái giường Thượng Uyển của con để cho Ngài xây dựng một cái nơi mà Ngài có thể ở, chư tăng có thể ở, và Ngài có thể giảng kinh thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Đức Phật mới nói: lành thay, đại vương, ông phát tâm lành như thế, phước báo sẽ tự nhiên đến với ông, và phước báo cũng sẽ đến với những thần dân trong nước của ông, vì họ có phước được sanh ra trong một đất nước mà có một vị vua anh minh, một vị vua hiểu biết về Phật pháp và biết tạo phước cho muôn dân. Thế cho nên từ đó mình quy chiếu lại,
Bây giờ mình mới thấy rằng mình sống trong một cái xã, cái ấp, cái phường hay cái huyện, cái tỉnh nào mà người lãnh đạo, người đứng đầu mà biết chăm lo cho đời sống của người dân, thì người dân ở trong huyện, trong tỉnh, trong xã đó kinh tế sẽ phát triển và đời sống của họ cũng được yên bình, hạnh phúc và giảm đi rất nhiều những cái tệ nạn xảy ra. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận từ trong lịch sử đi ra để thấy rõ. Và thưa Đức Phật nhận lời ngay. Đức Phật nhận lời thì bấy giờ Đức Phật mới nói: Này Đại Vương, Như Lai nhận lời. Với cái sự cúng dường thành kính của ông, Vua Tằng Bà Sa La mới nói: Kính bạch Ngài, mọi chuyện xây dựng hãy để cho con lo, nhưng Ngài có thể cho chư Tăng tham gia vào cái việc kiến trúc hay không? Đức Phật nói: Được, ta sẽ cho chư tỳ kheo tham gia vào việc kiến trúc để tạo ngôi Già Lam, thì nhưng chỉ là tham gia để chỉ đạo thôi, chứ không dấn thân để làm. Thưa, làm lên ngôi tịnh xá tương đối khang trang, và nơi đó lịch sử ghi lại là nơi Đức Phật thuyết giảng rất nhiều những bộ kinh, và Phật tử về đó tu tập quy y theo Tam Bảo rất là đông. Và Đức Phật đặt tên cho tịnh xá đó là Tịnh Xá Trúc Lâm, bởi vì đó là ở cái ngôi đó, cái ngôi chùa đó, cái ngôi tịnh xá đó được xây ở trong cái vườn trúc của vua Tằng Bà Sa La, cho nên đặt tên là Tịnh Xá Trúc Lâm. Và đó là ngôi tịnh xá, là ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật mà có mặt từ thời Đức Phật. Nhớ tên không? Tịnh Xá Trúc Lâm. Tịnh xá là gì? Tịnh xá là nơi ở, là nơi chốn thanh tịnh, là chỗ ở thanh tịnh. Trong đó có những con người thanh tịnh đang tu tập, đang rạn lọc, dẹp bỏ tham sân si. Ở nơi đó gọi là tịnh xá. Sau này mình gọi là chùa, gọi là Già Lam. Đó là ngôi tịnh xá đầu tiên. Các vị nhớ nha, tịnh xá đầu tiên, ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật đó là mang tên Trúc Lâm, do vua Tần Bà Sa La dân cúng. Nhớ chưa? Trúc hỏi lại. Và bấy giờ ở nơi đó Đức Phật thuyết pháp giảng kinh và đem lợi lạc cho chúng sinh rất nhiều. Muôn người xa gần nghe đến công hạnh của Đức Phật, nghe đến cái tấm lòng từ bi của Ngài thì đều đến đó để quy y, để noi theo con đường tu tập và tìm được an lạc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ngôi tịnh xá thứ hai. Ngôi tịnh xá thứ hai mang tên là Tịnh Xá Kỳ Viên. Nhớ chưa? Nhớ nghe. Ngôi tịnh xá Kỳ Viên này là được được trưởng giả Tu Đạt, còn gọi là trưởng giả cấp cô độc, dân cúng. Và ngôi tịnh xá đó được xây ở trong cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Tôi nói lại nhân duyên để xây cái tịnh xá Kỳ Viên cho các vị nghe. Trưởng giả Tu Đạt mà trong lịch sử mình thường gọi ông là Cấp Cô Độc. Bởi vì sao gọi là Cấp Cô Độc? Vì ông là người chuyên giúp đỡ những người già, những người nghèo khổ, những người neo đơn. Ông cung cấp thức ăn, thức uống, cung cấp tiền và xây dựng chỗ ở cho những người đó. Cho nên gọi ông là Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp, cô độc là neo đơn, là một mình đó. Thì ông là một thương buôn, buôn bán làm cái việc kinh doanh từ ở nước này sang nước khác. Ông đi tất cả các nước lân cận. Ông ở thành Xá Vệ, nhưng nhà người anh của ông thì ở thành Vương Xá. Mà thành Vương Xá là có cái tịnh xá gì? Tịnh xá Trúc Lâm là nơi của Đức Phật thuyết pháp. Ông mỗi lần mà buôn bán đi sang thành Vương Xá thì được anh của ông đón tiếp rất là chân tình và nồng nàn. Nhưng lần này ông đến, anh ông chỉ chào hỏi một cách qua loa,
rồi lại lo cái việc gì đó trang hoàng trong nhà rất là sạch sẽ, là trang nghiêm. Thì ông mới đi theo anh, ông hỏi: ủa anh, nhà mình chuẩn bị có cái lễ gì mà sao thấy anh sửa soạn đồ nhìn đẹp đẽ quá vậy? Anh ông mới nói: Tu Đạt, ngày mai anh thỉnh được Đức Phật về tại nhà anh để chứng trai, để thọ trai, để tá phước cho gia đình. Thế cho nên anh phải lo mọi việc nó chu, cho chu toàn, để đón nhận cái phước báo cho nó viên mãn. Tự nhiên ông nghe đến tên của Đức Phật, cái tự trong lòng của ông nó dâng lên một cái niềm cung kính. Mà từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, cái nhân duyên lành của ông đối với Đức Phật tự nhiên nó trỗi dậy. Ông khao khát, ông ước muốn được gặp Đức Phật. Khao khát ước muốn được gặp Đức Phật. Đêm đó ông cứ trằn trọc không ngủ, chỉ mong trời sáng, chỉ mong trời sáng để gặp được Đức Phật. Thì trời chưa sáng, ông đã rời khỏi nhà của người anh mình để tìm đường đi đến tịnh xá Trúc Lâm. Ông tìm đường đi đến tịnh xá Trúc Lâm thì ông thấy có một vị sa môn đang bước đi từng bước rất chậm rãi, khuôn mặt rất nghiêm trang như đượm vẻ từ bi, ánh mắt rất hiền từ. Ông thấy từ xa thì ông lại cung kính vô cùng. Ông mới đi đến và ông chắp tay, ông thưa hỏi. Ông hỏi: dạ thưa ngài, con đến đây là muốn gặp được Đức Phật, gặp được Sa môn Gotama. Thì Đức Phật mới nói: ta chính là Đức Như Lai mà ông muốn gặp, và ta đã đợi ông ở đây. Ông nghe như thế thì sụp xuống lại và không nói được gì hết, chỉ biết rằng: xin ngài cho con được quy y ngài. Đức Phật quy y cho ông. Thì trưa hôm đó Đức Phật đến nhà của người anh của ông thọ trai. Ông cũng là người cùng dâng cúng lễ vật với anh mình. Và sau khi Đức Phật thọ trai xong, Đức Phật thiết cho những người có mặt một thời pháp. Khi Đức Phật thiết pháp xong thì ông mới quỳ lên và bạch với Đức Phật rằng: dạ bạch Thế Tôn, con xin ngày mai cũng được cúng dường Thế Tôn ở tại đây. Khi Đức Phật nhận lời thì ông mới nói với anh ông rằng: ngày mai hãy chuẩn bị những lễ vật thịnh soạn hơn ngày hôm nay nữa, đầy đủ hơn ngày hôm nay nữa, để tôi được dâng cúng cho Đức Phật. Buổi lễ cúng dường ngày hôm sau thật là trang nghiêm, thật là lớn. Cúng dường xong, ông mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, ở thành Xá Vệ nơi con ở chưa có ngôi tịnh xá nào hết. Con muốn được xây dựng ở nơi đó một ngôi tịnh xá để có thể thỉnh Đức Thế Tôn và các vị đệ tử của ngài về nơi đó ở trú ngụ, tu tập và giảng kinh thuyết pháp cho dân trong thành Xá Vệ được nương theo tu tập. Đức Phật mới nói: được, nhưng ông có chỗ nào để cho chư tăng trú ngụ hay không? Ông mới nói: chuyện xây dựng ngôi tịnh xá để chư tăng trú ngụ, Thế Tôn phải giao cho con, Thế Tôn đừng có lo. Thế Tôn cho một vị đi theo con để chỉ đạo xây dựng như thế nào thôi. Còn mọi chuyện về kinh tế, về đất đai, về giấy tờ hợp pháp gì đó, làm sổ đỏ, sổ hồng gì đó, để con lo. Đức Phật hứa khả, và Đức Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất đi cùng với trưởng giả Cấp Câu Độc về thành Xá Vệ. Về thành Xá Vệ, ông thấy rằng ở trong thành Xá Vệ này chỗ nào đất cũng hẹp, cũng nhỏ cả, chỉ duy có cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà hơn 100 mẫu là tương đối đủ lớn để có thể xây dựng ngôi tịnh xá. Nhưng mà các vị biết đó cũng là một vườn thượng uyển của một vị thái tử mang tên là Kỳ Đà.
Ông nghĩ trong đầu mình, ta sẽ đến gặp Thái tử và mua lại mảnh vườn ấy để xây dựng cái tịnh xá. Và suy nghĩ như thế thì ông làm theo ý nghĩ của mình. Ông đến gặp Thái tử, ông mới nói: thưa Thái tử, Thái tử có thể bán cái khu vườn của ngài cho tôi được không? Thái tử Kỳ Đà cười và nói: ông có thể đem vàng lót hết ở mặt đất thì tôi bán, vàng lót không đủ thì tôi không bán. Trưởng giả Tu Đà mới nói: được, thưa Thái tử, tôi sẽ cho người đem vàng lót ngay trong ngày hôm nay. Thái tử Kỳ Đà thấy ông này khuôn mặt nói rất thực, không có một chút gì là giỡn chơi cả. Thái tử Kỳ Đà mới nói: ô, tôi nói chơi với ông đó, chứ tôi đâu có thiếu tiền thiếu bạc gì đâu mà bán khu vườn đó. Trưởng giả Tu Đà mới nghiêm sắc mặt mới nói: ngài là một vị thái tử, và ngày mai này ngài sẽ lên làm vua, như vậy một lời nói của ngài ngày hôm nay là lời nói của đế vương, không thể nói chơi, không thể nói đùa được, như là quân lệnh, tại sao ngài lại nói ta nói chơi? Thì Thái tử Tu Đạt cũng đang khó xử, thì bên cạnh có ông quan, ông nói: dạ thưa Thái tử, ông Tu Đạt, ông này ông nói đúng, Thái tử rồi sẽ làm vua cho nên không thể nói hai lời. Thế là Thái tử đồng ý, với điều kiện ông đem vàng ông cán, ông lót hết trên mặt đất 100 mẫu đó đi. Ông Tu Đạt ông sức kho, ông đem vàng ông cán, không biết cán cái kiểu nào đó mà lót đủ hết 100 mẫu, quyết định mua cho bằng được. Thì buổi chiều còn một mảnh vườn ông chưa có lót được. Thì ông đứng ông suy nghĩ, thì Thái tử Kỳ Đà mới đến mỉm cười và nói: ồ, ông hết vàng để lót là hết vàng để lót, thôi ta cho ông lấy vàng lại đó, ông khỏi cần mua nữa. Thái tử Đu Đạt nói: không, tôi đang nghĩ là cần bao nhiêu vàng để lót cho đủ, để tôi lấy một lần cho đủ luôn, khỏi cần phải lắc nhắc. Vậy nó mới sơn, mới ghê chứ. Thái tử Kỳ Đà nghe như vậy mới nói: khoan, ông khoan lấy vàng, ông cho tôi hỏi, tại sao ông quyết định mua cái khu vườn của ta? Ông nói: tôi muốn mua cái khu vườn của Thái tử vì thấy đây là gần với thành Xá Vệ, dân chúng đến cũng rất gần, mà ở nơi đây lại là yên tĩnh. Tôi muốn xây dựng một cái tịnh xá để cúng dường cho Đức Phật. Thì Thái tử Kỳ Đà ông mới suy nghĩ: ồ, Đức Phật là ai? Đức Phật là người như thế nào mà ông này ông dám bỏ hết tiền của ông ra để mà ông mua cái khu vườn này của ta? Trong khi đó ông là một người thương buôn lận đận mấy chục năm để tạo ra cái của cải, tuy là giàu thật nhưng mà không có ai mà đem cái đồng tiền liền cái khúc ruột của mình để mà bỏ ra một cách phung phí vô tội vạ như vậy. Chắc hẳn Đức Phật là một bậc thánh nhân, là một bậc gì đó cao thượng lắm đây. Thái tử nghĩ như vậy thì Thái tử mới nói với ông trưởng giả Tu Đạt là: thôi, ông khỏi cần đem vàng lót nữa, khoảng trống đó có những cây đại thọ thì ông cúng dường đất cho Đức Phật, ta cúng dường cây đại thọ cho Đức Phật. Tất cả những cái cây trong khu vườn này ta có thể đốn chặt bán hoặc làm gì đó vân vân, nhưng thôi ta để lại hết để xin cúng dường cho Đức Phật. Lúc bấy giờ thì ông mới cùng phát tâm với trưởng giả Tu Đạt để lo xây dựng cái tinh xá và đặt tên là Tinh Xá Kỳ Viên, hay nói cho đủ là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là gì? Kỳ là lấy tên của Thái tử Kỳ Đà, thọ là cây, là rừng, còn cấp cô độc viên là cái vườn của Thái tử, của ông cấp cô độc. Đồng ý là trước đây là cái vườn của ông, nhưng khi ông đã bán cho tôi thì nó không còn vườn ông nữa, chỉ còn những cái cây ông cúng dường thôi. Cho nên gọi là, nói cho đủ là kỳ thọ cấp cô độc viên, như mình gọi tắt là Tịnh Xá Kỳ Viên hoặc là Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Có một điểm chúng ta cần phải nhớ là Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất đến đó để giám sát công trình, để chỉ đạo công trình, nhưng chỉ là giám sát để chỉ đạo chứ không hề có tiền của. Mà tất cả mọi tiền của để xây dựng là do ai? Do trưởng giả Tu Đạt và những người thiện nam tín nữ có mặt và có tín tâm thời bấy giờ.
Và khi xây dựng tịnh xá xong thì trưởng giả Tu Đạt mới cung thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng về đó. Và nơi đó là cái ngôi tịnh xá thứ hai của đạo Phật mà có mặt từ thời Đức Phật. Tịnh xá thứ nhất tên là gì? Tịnh xá thứ hai. Tịnh xá thứ nhất do ai cúng dường? Tịnh xá thứ hai do ai cúng dường? Vỗ tay đi, thuộc bài. À, lần đầu tiên tôi thấy các vị thuộc bài. Và đó là mình sơ lược về lịch sử hình thành của hai ngôi tịnh xá. Nếu mà chúng ta phân tích và đi cho tường tận thì hai ngôi tịnh xá này chúng ta mất ít nhất là phải đến 3 buổi nói chuyện như thế này. Nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ lược về hai ngôi tịnh xá. Và đó là chuyện của 2600 năm về trước. Mà chuyện của ngày xưa, nhưng mượn ngày xưa để nói chuyện của ngày hôm nay. Cái tịnh xá, hai ngôi tịnh xá, tịnh xá nào cũng hơn 100 mẫu cả, và xây dựng quy mô hoành tráng. Xây dựng quy mô hoành tráng để làm gì? Để cho Đức Phật ở, để cho chư tăng ở hả? Không. Các vị nên nhớ, tịnh xá xây có lớn đi chăng nữa thì hương thất của Đức Phật cũng chỉ là được vài mét vuông và bằng gỗ mà thôi. Hương thất của Đức Phật không hề trang trí xe xua, và tăng phòng của các thầy tỳ kheo cũng chỉ là vài mét vuông mà thôi, không có gì hơn được cả. Nhưng tịnh xá xây để làm gì? Để có chỗ cho Phật tử về nương nơi đó mà tu học. Chùa Phổ Hiền này xây để làm gì? Cho thầy Đồng Quán ở, đúng không? Không, tôi nghĩ ông ở cái phòng đó là quá đủ rồi. Cho nên xây cái chánh điện ông không ở được. Mà chánh điện còn một cái tên để gọi nữa là gì? Đại Hùng Bủ Điện. Đại Hùng Bủ Điện là gì? Là cái ngôi điện báo, cái ngôi điện thờ đấng Đại Hùng, thờ một bậc giác ngộ, thờ đấng đạo sư của trời người. Đó là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy ngôi chánh điện của tất cả các chùa được xây dựng là để thờ Đức Phật. Thờ Đức Phật. Xong, nơi ngôi chánh điện ấy cũng là nơi gìn giữ bảo lưu kho tàng giáo pháp. Đó chính là những quyển kinh Đại Thừa, những quyển kinh Tiểu Thừa, những quyển kinh mà trong đó nó mang giá trị của đạo đức, giá trị của tình thương, giá trị của sự giải thoát và giác ngộ, được tôn thờ ở nơi đó. Như vậy là thờ Phật rồi, bây giờ thờ Pháp rồi. Chánh điện còn là nơi thờ di ảnh, thờ chân dung của chư vị tổ sư. Mà thường các chùa thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là bậc tổ sư giác ở trên vai mình một cành trúc, và ở sau là có một chiếc hài, hoặc có nơi thờ Tổ Tỳ Ni Đa Đu Chi, và thờ các vị hòa thượng, các bậc tôn túc, những bậc thầy, để những bậc thầy có công, những bậc thầy hy sinh để gìn giữ, để phát huy Phật Pháp. Đó là thờ ai? Thờ Tăng. Như vậy chánh điện được xây nên để thờ Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Nhắc lại, thờ Phật đó là tôn tượng của Đức Phật Thích Ca, hoặc có chùa thờ Phật Di Đà, thờ Bồ Tát Quan Âm, thờ Ngài Thế Chí, vân vân. Đó là thờ Phật Bảo, thờ nơi đó tôn thờ kinh sách, những lời của Đức Phật dạy lưu lại được gìn giữ nơi đó, gọi là thờ Pháp Bảo. Ở phía sau ngôi chánh điện thờ tôn dung, thờ di ảnh của các bậc tổ sư, các bậc tôn túc, những vị hòa thượng có công với đạo Pháp. Đó gọi là thờ Tăng Bảo. Vậy ngôi chánh điện xây lên là để thờ Tam Bảo, chứ không phải để cho ông trụ trì ở. Và nhìn ngược lại lịch sử, Đức Phật nói rằng ta có thể cho các thầy tỳ kheo tham gia để chỉ đạo kiến trúc trong công trình xây dựng tịnh xá,
để chỉ đạo thôi, chứ không bắt lăng xả để làm. Ở đây ông thầy đồng quán có lăng xả vô để trộn hồ không? Có bưng bê khân vác không? Nếu mà có làm những điều đó thì các vị có lỗi vô cùng. Để cho thầy mình làm quá cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm của ổng là chỉ đứng chắp tay sau đít và một tay chỉ thôi. Chỉ là sai thế này, sai thế kia thôi. Còn cái việc bưng bê khân vác và tiền bạc để chi trả cho thợ, cho thầy, đó là chuyện của các vị. Bởi vì chùa của các vị chứ đâu phải chùa của các thầy. Chùa xây lên để các vị có chỗ về nè, ngồi để tụng kinh, ngồi để niệm Phật, về đây ngồi để nghe Pháp. Như vậy là chùa xây lên là của các vị. Chứ đâu, nếu mà vì một ông thầy, hai ông thầy đâu xây bự làm chi, xây nhỏ nhỏ vài mét thôi. Nói như vậy để làm gì? Tôi đang khích tướng đấy. Tôi nói là nói chơi. Tôi đang muốn các vị nhìn nhận lại bổn phận của một người Phật tử, cần phải có một cái trách nhiệm đối với Tam Bảo. Khi các vị cúng dường năm đồng, năm cắt chi đó, các vị đừng nghĩ đây là mình đang cúng dường cho thầy. Và nếu như các vị tận tay đưa cho thầy, các vị cũng không phải cúng dường cho ông thầy, mà các vị đang cúng dường cho Tam Bảo. Bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền đó ông thầy có lấy đi chăng nữa cũng phải lo cho Tam Bảo. Như vậy thầy chỉ là người giữ giùm và người tạo phước giùm các vị, chứ không phải các vị đang cúng dường cho thầy. Chừng nào mà cúng riêng cái áo, cái quần, chén cơm, cái gì vân vân đó gọi là cúng cho thầy. Nhưng khi các vị cúng dường, con cúng dường tiền này để thầy xây dựng, đó là các vị đang cúng dường cho Tam Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào để thấy cúng dường như thế nào gọi là đúng pháp. Ở cái việc bố thí cúng dường, đó là cái phương pháp tu phổ thông của tất cả những người Phật tử hay không phải là Phật tử, họ đều có thể bố thí và cúng dường. Và khi họ bố thí cúng dường thì có khi họ đặt ra mục đích, hoặc là có khi họ đặt ra cái mong cầu, hoặc là họ bị trói buộc bởi sự cúng dường. Và những sự cúng dường có mục đích, có mong cầu, có sự trói buộc đó, thường nó không dẫn đến một cái phước báo vô lượng. Bởi vì mình đem cái tâm hữu hạn, đem cái tâm có hạn lượng để cúng dường, để bố thí, thì sẽ đón nhận cái phước báo cũng có hạn lượng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có hai người Phật tử cũng đồng làm một việc cúng dường, nhưng tại sao có người Phật tử đón nhận được lợi ích rất lớn, đón nhận được phước báo rất lớn, đón nhận được quả lành rất lớn và gặp mọi điều may mắn, nhưng tại sao có người Phật tử cũng cúng dường với phẩm vật bằng như vậy, ngang như vậy và y như vậy, vậy mà tại sao họ không đón nhận được lợi ích lớn, không đón nhận được phước báo lớn và không đón nhận được sự may mắn? Đức Phật mới nói: Này Xá Lợi Phất, tuy hai người đó đồng cúng dường với một phẩm vật như nhau, giá trị như nhau, nhưng một người họ cúng dường còn có cái tâm bị mưu cầu, cúng dường vì mục đích, cúng dường bị trói buộc, thì người cúng dường còn mưu cầu, còn mục đích, còn bị trói buộc đó sẽ đón nhận cái phước báo rất nhỏ nhoi. Người kia cũng cúng dường bằng như vậy, ngang như vậy, nhưng cúng dường không mưu cầu, không mục đích, không bị trói buộc, thì người đó đón nhận được phước báo lớn, lợi ích lớn và luôn được may mắn trong cuộc sống, trong công việc. Đức Phật mới dạy thêm cho Ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là cúng dường có mưu cầu, có mục đích? Người đó cúng dường, và khi họ cúng dường, họ chỉ nghĩ rằng ta cúng dường là để cầu cho ta hoặc cầu cho gia đình ta được yên bình, cầu cho gia đình ta gặp được may mắn, cầu cho gia đình ta
có hạnh phúc, có sức khỏe, vân vân. Như vậy là có cúng dường, có mục đích và bị sự trói buộc. Thế cho nên họ vẫn có phước báo, nhưng phước báo theo cái tâm niệm của họ. Còn một người cũng đến cúng dường nhưng không mong cầu, không mục đích, có nghĩa là họ chỉ biết rằng đây là pháp cúng dường tối thượng, pháp này là pháp cúng dường nên cúng dường. Họ chỉ biết thành tâm cúng dường. Chính vì thành tâm cúng dường, họ không bị trói buộc, họ không bị mong cầu. Vì thế tâm của họ không bờ mé, thì phước báo họ đón nhận cũng vô lượng vô biên. Từ đó chúng ta nhìn nhận thấy thế nào là cúng dường đúng pháp rồi. Cái ở đây Đức Phật không nói là cúng dường sai hay cúng dường trật, nhưng mà Đức Phật nói ở đây là cúng dường như thế nào phước báo nhiều và cúng dường như thế nào phước báo ít. Thí dụ cũng có hai người Phật tử đi đến cúng dường cho thầy trụ trì, ở đây là mỗi người cúng 100 ngàn. Như người A thì nghĩ rằng thầy ơi, con cúng dường 100 ngàn thầy cầu an cho con, gia đình con bắt đầu viết đọc mười mấy 20 cái tên ra, xong rồi lật qua bên trang kia viết thầy ơi bên này là cầu siêu, viết đọc cửu quyền thất tổ, kính luôn cái trang, xong đưa xong chưa yên đâu, con của con nó chuẩn bị đi thi, chuẩn bị làm ăn gì đó, thầy cũng ráng cầu cho nó được thi đậu, cầu cho nó kinh doanh tốt, nghe thầy. Đó là cúng dường có mục đích, cúng dường có mong cầu, tuy là có phước báo nhưng nó ít, bởi vì cái tâm này không phải thành kính cúng dường, mà đó là vì muốn đạt được mục đích, vì muốn thỏa mãn sự mong cầu của mình. Và cực chẳng đã, đến mà bắt ổng cầu an cầu siêu không, bắt ổng cầu nguyện cho mình không, không đưa tiền ra chắc gì không cầu. Thế cho nên thôi ráng mà bấm cái bụng chịu đau đưa cho ổng 100 ngàn qua cái hình thức gọi là con cúng dường. Nhưng còn một người B cũng cúng dường 100 ngàn, nhưng họ chỉ biết cúng và với một cái tâm niệm của họ là cúng dường, con chỉ biết cúng dường chứ không cầu phước, không cầu gì cho con cả. Nhưng nếu có một cái cầu, con chỉ cầu mong là con cúng dường chỉ cầu mong cho tất cả chúng sanh biết nương về Phật pháp tu hành. Cái tâm đó là vì gì? Vì mọi người, đúng không? Vì tất cả chúng sinh. Tâm đó lớn không? Lớn, thì vì vậy phước báo lớn. Như vậy cũng hai người đồng cúng dường, người 100 ngàn thôi, nhưng mà hãy nhìn vào tâm niệm của họ để biết phước báo của họ có hay không. Bây giờ có nhiều người, thí dụ thầy Đồng Bán ông đang xây cái ngôi chánh điện đi, có người đến cúng 5 bao xi măng, xong bắt thầy phải ghi tên ghi tuổi và nhớ họ. Mỗi lần họ đến chùa thầy phải niềm nở chào đón, phải mời trà rồi vân vân. Rủi một ngày đó đó thầy ông bận bịu, ông quên mời trà, cái giận cái buồn cái đòi không đi chùa. Như vậy các vị cúng dường là để xây dựng tam bảo, ổng đâu có ăn được miếng nào ở trong đó đâu, mà bắt ổng phục vụ các vị dữ vậy. Đã bỏ cái công không ra để trông coi chăm sóc công trình cho các vị đã đủ mệt rồi, bây giờ bắt phục vụ các vị từng ly từng tí nữa, ổng sống không có lâu với các vị đâu. Ít bữa ổng nhăn răng ổng chết đó, ổng kiệt sức ổng chết đó. Đừng có hành hạ mấy thầy như vậy nha. Chưa, cũng có người đến cúng dường và chỉ mong cầu một điều, con cúng dường thầy 5 bao xi măng chỉ với mục đích con mong ngôi chánh điện này sớm được hoàn thành để có chỗ cho Phật tử về tu tập, có chỗ cho tất cả chư vị hương linh ở xung quanh nơi đây và các vị hương linh cửu quyền thất tổ của tất cả mọi người Phật tử về đây nương nhờ lời kinh tiếng kệ để siêu thoát. Tâm cúng dường lớn vô cùng. Như vậy thì cái vật cúng tuy là ít ôi nhưng cái tâm thành kính thì phước báo tự nhiên hình thành rất là lớn. Các vị phải nhớ nghe, cái vật cúng nó không bằng cái tâm cúng. Vật cúng có thể là 5 ngàn, 10 ngàn, nhưng cái tâm cúng mới là quan trọng. Giá trị ở đây á, giá trị có thể cân đo đong đếm được từ vật chất, nhưng giá trị của tâm không cân đo đong đếm được. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, hãy chọn cho mình một cái tâm cúng dường thật thành kính, không mong cầu bất kỳ điều gì, nhưng phước báo và công đức tự nhiên nó sẽ đến. Đó là điều của Đức Phật dạy và tôi xin nhắc lại các vị thôi. Vậy thì các vị biết thế nào là cúng dường đúng pháp, thế nào là cúng dường không như pháp,
Thế nào là cúng dường để hưởng thọ được cái phước báo vô lượng vô biên, và thế nào là cúng dường để đón nhận cái phước báo nhỏ nhoi? Các vị biết chưa? Biết đúng không? Tự lo mà làm đi, tự lo mà làm đi. Biết rồi đúng không? Ráng làm. Kể tiếp một câu chuyện nữa để nhấn mạnh cái chỗ cúng dường này. Tôi nói thiệt một điều là tôi mong được ngồi bên ngôi chánh điện kia thuyết giảng ghê lắm. Chánh điện này tôi thấy chật rồi nè, chật rồi, Phật tử về vậy là chật. Cho nên mình phải làm sao tranh thủ. Thôi cái này là mình nói nhỏ nhau nghe, đừng để ông thầy trụ trì ông nghe. Ông là ông gọi tôi lên đây giảng cách nay khoảng gần tháng. Thì cách nay khoảng 5 ngày thầy ông gọi lại. Ông gọi lại ông nói: thầy ơi, cái ngày mà thầy lên giảng đó cũng có cái phái đoàn Phật tử ở thành phố hành hương lên đây, rồi chắc họ ở lại để nghe thầy giảng. Thì thầy sao, thầy nói cho họ như thế nào đó mà họ giúp cái chánh điện của tôi mau thành tựu một chút. Tôi thấy mà mình làm việc mà từ từ chậm chậm vậy thấy có lỗi với Tam Bảo quá. Thấy tôi cũng muốn có cái nơi cho nó đường hoàng để thờ Tam Bảo, có nơi Phật tử về tụng kinh sinh hoạt, như đó tôi cũng mãn nguyện. Mình mới kêu thầy an tâm đi, để đó. Nhưng mà chiều nay hụt kèo Phật tử. Phật tử lên hành hương xong họ đi về mất. Không biết ổng có buồn không, chứ tôi thấy rất là thương. Bởi vì cái ngày hôm nay á, thầy ổng gọi cho tôi ít nhất là 8 lần. Từ lúc mới sáng và lúc bắt đầu tôi chưa đi, tôi lúc bắt đầu đi rồi lúc tôi đi, lúc tôi lên trên xe, lúc tôi chạy tới đèo Chuối, lúc tôi chạy tới đèo Bảo Lộc, ổng chỉ gọi mông tôi lên để nói mỗi cái việc đó. Nhưng mà cuối cùng hụt kèo. Đó là mình nói vui. Nói như vậy để các vị mới thấy rằng tấm lòng của thầy trụ trì ở đây muốn làm sao đó. Cái bổn phận của mình là một tu sĩ phải có trách nhiệm với Tam Bảo. Nhưng mà bây giờ không, mình không có phải như người ngoài đời để kinh doanh, để đi làm, để có tiền. Mà tất cả mọi thứ chỉ nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ Tam Bảo gia trì, và kế đến là nhờ sự phát tâm của Phật tử thôi. Chứ còn mình muốn làm như trong túi mình không có tiền. Vì vậy cho nên rất là tội nghiệp. Chẳng hạn như trong túi các vị có tiền, các vị muốn làm gì đó các vị làm được liền. Còn như các thầy muốn làm cũng không làm được, phải chờ nhân duyên nó đến, hoặc là chờ Phật tử phát tâm. Cho nên nhiều khi khổ lắm, nằm gác tay lên trán ngủ không được. Nói nhỏ ở đây thôi, nói lớn ông nghe ông buồn. Đó là cái việc mà nói. Và bây giờ thời gian không còn nhiều, Minh Thiền kể các vị nghe một câu chuyện cũng về nói về cái lợi ích phước báo của sự cúng dường, rồi chúng ta nghỉ. Một hôm có một vị công chúa cùng với đoàn tùy tùng của mình là trên dưới 500 người đi đến tinh xá Trúc Lâm, quỳ dưới chân Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Thì vị công chúa đó mới nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cũng có hai người đồng tu như nhau, đồng thọ trì giới như nhau, đồng tu huệ như nhau, đồng có niềm tin như nhau, nhưng trong đó có một người biết cúng dường và thực hành theo pháp cúng dường, có một người không biết cúng dường và không thực hành theo pháp cúng dường. Vậy kính bạch Đức Thế Tôn, hai vị này sau khi chết họ tái sanh vào cõi trời hoặc cõi người có khác gì nhau không? Đức Phật mới nói: này công chúa, khác và khác rất nhiều. Này công chúa, nếu có hai vị đồng tu giới như nhau, đồng tu huệ như nhau, đồng có phát niềm tin Tam Bảo như nhau, nhưng trong đó một cái người biết phát tâm cúng dường, người này sau khi chết
họ sanh lên cõi trời, họ vẫn hơn người không cúng dường về năm phương diện. Hoặc sanh vào cõi người, họ vẫn hơn người không cúng dường năm phương diện. Nhắc lại, người cũng đồng tu như nhau, giữ năm giới như nhau nè, rồi có niềm tin tâm bảo bằng nhau nè, có tu huệ bằng nhau, nhưng trong đó một người cúng dường và một người không cúng dường, thì người cúng dường này sanh ra bất kỳ ở nơi đâu vẫn hơn người kia năm phương diện. Không biết tôi có nhớ nổi năm phương diện này không, tại vì đọc lâu quá tự nhiên bỗng nhiên sực nhớ. Đó chính là về thọ mạng là cái thứ nhất, thứ hai là về nhan sắc, thứ ba là về an lạc, thứ bốn là về tăng thượng, và thứ năm hình như đó chính là phước báo. Không biết đúng không, mai mốt về nghiên cứu lại. Có nghĩa là dù sanh bất cứ ở cõi trời hay cõi người, thì người biết cúng dường, thực hành theo pháp cúng dường vẫn hơn người không cúng dường, mặc dù hai người đồng tu như nhau. Về thọ mạng thì người đó được sống lâu hơn, về sắc diện thì người đó được đẹp hơn, được tươi tắn hơn. Một người mà sàng sàng không cúng dường thì sanh ra cũng sàng sàng dễ nhìn thôi, nhưng mà người biết cúng dường chắc chắn sẽ đi thi hoa hậu. Rồi về cái tăng thượng có nghĩa là những điều tốt đẹp, những điều phước báo luôn nhiều hơn người kia. Về kinh doanh, tôi thí dụ tôi nói ở cái mặt kinh doanh đi, cũng đồng hai người đó khi họ tái sanh lại, cho là họ đồng tuổi, họ đồng bằng cấp và đồng làm việc như nhau, nhưng có người làm thì thành công. Cái người làm thành công đó là cái người thực hành theo pháp cúng dường. Có người làm thất bại này đến thất bại khác, làm không đạt kết quả như mình muốn, không dẫn đến sự thành công, đó là người không cúng dường. Như vậy cái pháp cúng dường là cái pháp để sanh ra phước báo, sanh ra công đức cho mình ở đời này và đời sau. Và nó là cõi phước để con người sanh về chốn nhân thiên, có nghĩa là khi chết đi được nhờ phước đó mà tái sanh trở lại làm người, hoặc sanh lên cõi trời thì luôn luôn gặp được hoàn cảnh tốt đẹp, thọ mạng không bị bệnh tật, và luôn gặp những phúc lành, gặp những điều may mắn, và làm việc gì cũng thành tựu nhờ pháp cúng dường. Ở đời sau các vị sanh ra, thí dụ đi, tôi nói các vị muốn đời sau mình sanh ra phải nghèo khổ không? Muốn không? Không, đúng không? Muốn sanh ra đời sau, muốn sanh ra là xấu xí không? Không. Muốn đời sau sanh ra bị bệnh đau không? Không. Muốn đời sau sanh ra cái gì cũng xui xẻo không? Không, thì phải làm sao? Cúng dường. Chịu cúng dường không? Cúng dường dẫn đến phước báo. Cúng dường ở đây đó, để hình thành nên một pháp tu, đó chính là pháp tu buông xả. Ở cái mặt thông thường các vị nghĩ cúng dường là có phước rồi xong, nhưng không. Cúng dường đúng pháp là sự hình thành một pháp tu buông xả. Thường tại sao chúng ta cúng dường mà vẫn không buông xả, là bởi vì khi cúng mình nghĩ rằng tôi là người đã cúng, và của kia là của tôi cúng, và thầy là người nhận của tôi cúng. Như vậy thì vướng vào trong ba cái này, các vị vướng và cố chấp vào nó, cho nên tâm không được thanh tịnh. Mà Đức Phật nói người cúng khi trước khi cúng lòng họ vui, khi họ đang cúng tâm họ tịnh, và khi họ đã cúng dường xong lòng họ hoan hỷ, thì người đó được phước báo và công đức vô lượng vô biên. Vậy thì khi cúng, trước khi cúng là vui, và khi đang cúng là tâm thanh tịnh để dâng phẩm vật, dâng của tiền cúng dường, và khi cúng xong lòng hoan hỷ. Hoan hỷ có nghĩa là vui với việc mình đã làm và không nhớ, không nghĩ về nó cả. Đó là tu pháp buông xả. Còn cúng xong cứ nhớ hoài, hôm qua tôi cúng thầy đồng quán 5.000, tháng sau cũng nhắc lại, tháng trước tôi cúng thầy đồng quán 5.000, rồi năm sau cũng nhắc lại tôi cúng thầy đồng quán 5.000. Cái nhắc hoài như vậy là không buông xả, đó là cố chấp.
mà cố chấp thì không có phước lành. Các vị ở đây, tôi biết các vị đã làm và đã tu theo pháp cúng dường, nhưng hôm nay tôi nói là điều thứ nhất là để khích các vị cúng dường, và điều thứ hai muốn, thật tâm tôi muốn là các vị thực hành theo đúng pháp cúng dường mà Đức Phật dạy, để khi mình làm việc gì cũng có lợi ích lớn. Và rõ ràng là pháp cúng dường đó chính là cái phương pháp thù thắng để cho hoàn cảnh của mình hôm nay và hoàn cảnh của mình hôm mai, ngày mai luôn gặp thiện duyên, luôn gặp mọi điều may mắn. Chúc các vị thực hành đúng pháp cúng dường, và cầu chúc các vị có nhiều sức khỏe, vững niềm tin tu, và cầu chúc cho ngôi chùa Phổ Hiền sớm được thành tựu viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe tôi nói.